Real Madrid đưa ra cảnh báo đầu tiên đối với Kylian Mbappe, ngay sau khi hoàn tất hợp đồng và có lễ ra mắt hoành tráng. Kylian Mbappe gây ấn tượng trong buổi lễ ra mắt Real Madrid, với khả năng thuyết trình cùng với ngôn ngữ Tây Ban Nha hoàn hảo. Trong cuộc họp báo ở sân Bernabeu, ngôi sao người Pháp đối mặt với đủ mọi loại câu hỏi từ các nhà báo quốc tế. Một trong những câu hỏi được quan tâm, khi nào Mbappe sẽ tập luyện cùng các đồng đội mới và liệu có thi đấu giao hữu trước mùa giải? Hãy xem câu lạc bộ nói gì. Nếu đội muốn tôi đi, tôi sẽ có mặt. Nếu không, tất nhiên tôi không vội. Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Mbappe lên tiếng. Mbappe sẵn sàng đặt mình vào chuyến du đấu Mỹ, nơi có trận El Clasico với Barcelona trên sân Madrid ở New Jersey. Ngay lập tức, phía Real Madrid cảnh báo Mbappe rằng việc nghỉ ngơi mới là điều quan trọng và được câu lạc bộ ưu tiên. Điều quan trọng nhất cho mùa giải mới là sự nghỉ ngơi, cùng với việc điều chỉnh lịch cho tất các cầu thủ thi đấu quốc tế mất rất nhiều sức, đại diện Real Madrid cho biết. Real Madrid cho rằng việc Mbappe đi du đấu Mỹ là không phù hợp. Kylian trông có vẻ ổn, nhưng về mặt sinh lý thì đó là sự liều lĩnh. Mùa giải 2024-2025, với việc Champions League thay đổi thể thức. Một số cầu thủ có thể thi đấu tổng cộng lên đến 72 trận, nên việc nghỉ ngơi càng thêm quan trọng. Sau khi Pháp bị loại ở bán kết Euro 2024, Mbappe được tính bắt đầu kỳ nghỉ hè kể từ ngày 11 tháng 7. Với logic đó, việc cầu thủ người Pháp trở lại làm việc khi hoàn thành 4 tuần nghỉ ngơi theo quy định là ngày 8. Khi đó, Real Madrid đã hoàn thành cả 3 trận giao hữu với Milan ngày 1 tháng 8, Barca ngày 4 tháng 8 và Chelsea 7/8, đều theo giờ Hà Nội. Dự kiến Mbappe chỉ tập luyện khi đội trở lại Vadebet, chuẩn bị cho trận siêu cúp châu Âu gặp Atalanta, 2 giờ ngày 15 tháng 8. Theo AS, cánh cửa Mbappe sang Mỹ vẫn chưa đóng hoàn toàn. Trong trường hợp cầu thủ 25 tuổi cho rằng đã nghỉ ngơi đủ và vượt qua kiểm tra y tế, Real Madrid sẽ không ép buộc anh.